Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay ngày 20 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp và chuẩn bị khởi công các dự án mới, quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch. Nối địa phương và doanh nghiệp tạo ra hệ thống sản phẩm du lịch mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tối đa lợi thế hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trầm lắng, trái với quy luật do doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh là trên 278 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ giải ngân, ngay từ những tháng đầu năm, địa phương này đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị tập trung cao độ triển khai các nội dung công việc được giao. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp và chuẩn bị hồ sơ thủ tục để khởi công các dự án mới. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ thôn 3 xã Quảng Thịnh đi xã Quảng Chính là một trong số những công trình chuyển tiếp của huyện Hải Hà trong năm 2023 và cũng là công trình hướng tới kỷ niệm 65 thành lập tỉnh Quảng Ninh. Dự án có chiều dài gần 3 km, tổng mức đầu tư trên 64 tỷ đồng. Hiện nay, hạng mục thi công phần đường của dự án đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung cho việc thi công cầu Quảng Thịnh, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6 năm nay. Thì từ giờ đến cuối tháng 3 thì sẽ hoàn thiện được 2 trụ và 1 mố và đầu tháng 4 sẽ lau được 2 nhịp dầm. Đến cuối tháng 4 thì sẽ hoàn thiện nốt mố và nao nốt nhịp còn lại. Thì mình thi công cuốn chiếu như này thì dự kiến là đến trong cuối tháng 5 đầu tháng 6 là sẽ hoàn thiện hết phần bê tông mặt cầu. Cùng với dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ thôn 3 xã Quảng Thịnh đi xã Quảng Chính, trong năm 2023 này, huyện Hải Hà cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 7 dự án chuyển tiếp khác. Trong đó, nhiều dự án đã hoàn thành trước kế hoạch đề ra, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn. Cái sự tích cực vào cuộc của các đơn vị thi công cũng như là sự giám sát và đôn đốc của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà thì công trình của nhà trường đã hoàn thành sớm 2 tháng. Thì hiện nay là tất cả có 3 khu vực, một là nhà hiệu bộ, khu vực làm việc của cán bộ giáo viên và cái khu phòng học bộ môn cũng như là nhà ở tập thể của giáo viên học sinh và nhà đa năng đã hoàn thành. Trong năm 2023 này, huyện Hải Hà cũng sẽ khởi công 4 dự án mới, bao gồm trường trung học cơ sở Hải Hà, trường tiểu học và trung học cơ sở Quảng Điền, hệ thống chiếu sáng giao thông quốc lộ 18 trên địa bàn huyện và xây mới trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Quảng Hà. Hiện nay, các thủ tục để khởi công các dự án này đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hải Hà phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị. Phối hợp với cái ban sở ban ngành của tỉnh, phòng ban chuyên môn của huyện tập trung hoàn thiện cái thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện cái công tác lập thẩm định phê duyệt kế hoạch trong quý 1 và phấn đấu triển khai các cái thủ tục dự án khởi công công trình trong quý 2 2023. Với những giải pháp đồng bộ trong triển khai các dự án đầu tư công, dự kiến đến hết tháng 3, huyện Hải Hà giải ngân vốn đầu tư công trên 33 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch năm. Trong đó, tính riêng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đạt 22% kế hoạch năm. Trên cơ sở lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng cùng tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, Quảng Ninh đặt trọng tâm đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển du lịch, tạo bứt phá cho lĩnh vực này, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối với khu vực và thế giới. Quảng Ninh và các địa phương Hải Phòng, Ninh Bình, Cần Thơ, Đồng Nai vừa ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch toàn diện giai đoạn 2023-2025. Đây là cơ sở để Quảng Ninh và các địa phương nâng tầm liên kết phát triển du lịch vùng giữa khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long nhằm tăng tốc phục hồi du lịch như thời điểm trước dịch COVID-19. Thường xuyên kết nối với nhau, xây dựng các cái sản phẩm để tạo cái sự khác biệt với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ và Quảng Ninh, tạo cái mối kết nối giữa các địa phương với nhau, và chúng tôi thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương
tổ chức các cái hội nghị để quảng bá và tạo điều kiện cho các cái đơn vị cùng nhau giới thiệu và xây dựng các cái tour, các cái chương trình. Trước đó, ngành du lịch Quảng Ninh cũng chủ động thể hiện vai trò trung tâm kết nối khi hình thành liên kết vùng, liên kết khu vực với các địa phương trọng điểm du lịch của cả nước, khu vực phía Bắc như Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, khu vực miền Trung Tây Nguyên như Đà Nẵng, Nha Trang, Đắk Lắk và mở rộng xuống phía Nam. Không chỉ kết nối xây dựng sản phẩm mà còn tăng cường liên kết trong khai thác phát triển thị trường, đào tạo và khôi phục nguồn nhân lực, tạo đà phục hồi, phát triển không chỉ cho du lịch địa phương mà còn lan tỏa cho cả vùng. Quảng Ninh đã rất là mạnh dạn mà liên kết với đồng bằng sông Cửu Long, với thành phố Hồ Chí Minh, với miền Trung và đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Và tôi nghĩ là mỗi một tỉnh cần phải có cái mạnh dạn để thể hiện cái vị trí trung tâm của mình, phải lan tỏa những cái sản phẩm của mình, với các dịch vụ của mình đến tất cả vùng. Vì trước tiên là chúng ta đón khách nội địa và cái thứ hai đó là thông qua những các cái đỉnh xung quanh đấy thì chúng ta lại cùng hút khách quốc tế, hợp lực với nhau để cùng đón lượng khách. Cho nên cái cách làm của Quảng Ninh chúng tôi thấy đánh giá rất là cao. Bên cạnh thế mạnh tài nguyên du lịch đa dạng khác biệt, Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, cả đường bộ, đường biển và đường không, thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Quyết định 80 của Chính phủ, đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối với khu vực và thế giới. Quảng Ninh thì đối với Vietjet ấy, thì là cũng là một trong những cái điểm mà Vietjet sẽ phát triển một cái căn cứ khai thác cũng như là một trung tâm trung chuyển về hành khách cũng như là hàng hóa đến cái khu vực này, cùng với một cái tam giác bay là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Thì chúng tôi cũng đã phát triển cái đường bay này từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vân Đồn, và ngày 25 tháng 4 tới thì chúng tôi chính thức khai thác cái đường bay đi từ Vân Đồn đến Cần Thơ, tức là kết nối liên kết vùng giữa Quảng Ninh với các cái tỉnh phía Nam đồng bằng sông Cửu Long. Liên kết vùng trong du lịch giúp hình thành sản phẩm du lịch mới độc đáo, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Qua đó không chỉ tăng tỷ lệ khách, tăng chi tiêu và thời gian lưu trú mà còn nâng tầm giá trị thương hiệu du lịch Quảng Ninh, khẳng định vai trò là một trong những trọng điểm du lịch quốc gia, điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách trong nước và quốc tế. Ngay sau hội nghị du lịch toàn quốc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang và công ty du lịch SGO Travel đã chính thức triển khai tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang với 7 gói sản phẩm đa dạng. Tuyến du lịch kết nối du khách từ thị trường Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo được sức bật cho du lịch Bắc Giang. Những du khách đầu tiên tham quan hành trình Hà Nội-Bắc Giang đã được hòa trong không khí lễ hội, ôn lại truyền thống lịch sử và lòng tự hào dân tộc của cuộc khởi nghĩa Yên Thế vang bóng một thời. Công tác tiếp đón hướng dẫn viên tại điểm đã được chuẩn bị chu đáo để thu hút khách hàng ngày đến với khu di tích này. Tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám thì cũng đã đón rất là nhiều các cái đoàn từ trung tâm xúc tiến du lịch của tỉnh để về đây tiền trạm cũng như là tìm hiểu các cái tour để mở thêm những cái tuyến tour về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái ở Yên Thế, kết hợp một số các cái điểm khác ở một số huyện quanh tỉnh Bắc Giang để có thể trở thành một cái tour cho du khách đi ngắn ngày, một ngày hoặc là hai ngày từ Hà Nội. Hà Nội Tây Yên Tử theo dấu chân Phật Hoàng, Hà Nội Yên Thế vang bóng một thời, Hà Nội Thổ Hà, Hà Nội Lục Ngạn là 4 sản phẩm với hành trình một ngày khám phá những trầm tích văn hóa thời Trần ở sườn Tây Yên Tử. Ngoài ra, tuyến Hà Nội Bắc Giang còn 3 gói sản phẩm 2 ngày một đêm. Các tuyến du lịch này kết nối từ Hoàng Thành Thăng Long đến Bắc Giang được khởi hành hàng ngày từ thứ Tư đến Chủ Nhật cho du khách nội địa và quốc tế. Trong dịp mở tuyến mới này, các đơn vị du lịch tại Bắc Giang và Hà Nội thực hiện ký kết hợp tác liên kết phát triển du lịch. Mở cái tuyến du lịch này là một cái hướng đi mới rất là cần thiết đối với một cái thị trường Bắc Giang, Hà Nội. Cái thị trường Hà Nội thì có phải nói là rất là có cái vị trí về địa lý rất là gần đối với Bắc Giang. Thế rồi là có cái lượng khách mà tôi cho rằng là một cái lượng khách tiềm năng là rất dồi dào. Làm thế nào đó để có thể phát triển được cái thương hiệu cho địa phương. Phát triển thương hiệu cho địa phương để dựa trên cái sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương cũng như cái hệ thống sản phẩm của địa phương thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện cái hình ảnh du lịch của Bắc Giang nhanh hơn. Tuyến du lịch nhằm làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa liên tuyến độc đáo khởi hành từ Hà Nội đến các điểm đến của Bắc Giang, góp phần đưa nơi đây trở thành điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn của khu vực phía Bắc. Thông thường thì sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khoảng một tháng, các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang sẽ tăng cường tuyển dụng lao động để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
Thế nhưng trái với quy luật đó, thị trường lao động năm nay lại rất ảm đạm, trầm lắng. Các doanh nghiệp chẳng những không có nhu cầu tuyển dụng thêm mà còn phải lên các phương án để cắt giảm lao động. Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhân lực cho các khu công nghiệp đã nhiều năm nay, thế nhưng chưa bao giờ công ty này lại vắng khách hàng đến vậy. Gần chục nhân viên tại phòng tuyển dụng lao động vẫn phải trực công việc hàng ngày. Vậy mà lượng hồ sơ xin việc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tầm này năm ngoái thì sẽ một ngày mình sẽ phải xử lý tầm 30 đến 50 bộ hồ sơ, nhưng mà hiện tại thì chỉ tầm 20 đến 40 bộ thôi. Do số lượng các đơn hàng, các công việc của các công ty ít nên là số lượng hồ sơ và nhân sự nhân viên nộp, lao động nộp ít hơn. Vào dịp cao điểm như giữa năm ngoái, trung bình một tháng công ty cung ứng khoảng 1.500 đến 2.000 lao động cho các doanh nghiệp. Hầu hết lao động nộp hồ sơ sẽ đều được bố trí việc làm ngay. Còn từ đầu năm đến nay, tỷ lệ hồ sơ ít mà vẫn tồn đọng. Mỗi năm thì là chúng tôi tầm này là phải đi khắp nơi các tỉnh để tìm lao động về để cung ứng cho các công ty ở khu vực Bắc Giang. Thế nhưng mà năm nay thì là do cái khu nghiệp ít việc, thế nên là lượng lao động xuống đây xin việc thì nhiều mà lại xử lý không được nhiều. Đấy thì là rất là tồn đọng, rất là nhiều lao động. Thế là chúng tôi cũng hy vọng là trong năm nay thì là tình hình kinh tế và việc làm của tỉnh Bắc Giang nó sẽ phát triển hơn để cho người lao động có được công việc nó phù hợp và có đỡ phải vất vả chờ đi xin việc như năm nay. Thị trường lao động ảm đạm là bởi những khó khăn của doanh nghiệp do thiếu đơn hàng từ cuối năm ngoái vẫn chưa được khắc phục. Có những doanh nghiệp cố gắng duy trì sản xuất để không phải cắt giảm lao động, nhưng lực bất tòng tâm. Như mọi năm đấy thì như công ty chúng tôi là cũng duy trì khoảng 300-400 lao động. Đến năm nay là cũng rất chi là phải buồn khi phải cắt giảm. Cái lượng lao động đã gắn bó với công ty nhiều năm, hiện tại cũng chỉ duy trì khoảng 70-100 lao động. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, từ cuối năm 2022 đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp cắt giảm lao động và cho công nhân nghỉ việc luân phiên, chủ yếu trong lĩnh vực may mặc điện tử. Có khoảng 5.000 lao động bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập. Dự báo khó khăn này vẫn còn tiếp diễn, ngay cả khi không ít các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng mới, thậm chí chấp nhận những đơn hàng lợi nhuận thấp hoặc hòa vốn để duy trì việc làm cho công nhân. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh trung học, tạo môi trường cho các em thỏa sức đam mê, sáng tạo nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống. Sau chuyến đi trải nghiệm thực tế tại mỏ than Hà Lầm, các em học sinh Vũ Ngọc Đức và Nguyễn Trấn Vĩ, trường Trung học Phổ thông Hòn Gai, đã lên ý tưởng nghiên cứu sáng tạo thành công thiết bị hỗ trợ an toàn cho công nhân hầm lò. Thiết bị bao gồm khẩu trang thông minh cùng bộ cảm biến nồng độ khí CO và các chỉ số sinh tồn của người công nhân. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn lao động cho người thợ mỏ trong bối cảnh khai thác ngày càng xuống sâu. Đây là một trong những sản phẩm đoạt giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023. Ở dưới hầm lò có khí CO thì rất độc. Thì khi khí CO xuất hiện bất ngờ thì người công nhân không thể kịp thời phát hiện, thì chúng em đã nghiên cứu để chế tạo một thiết bị bảo hộ cá nhân cho người công nhân dưới hầm lò. Khi khí CO vượt ngưỡng thì sẽ hiện lên màn hình LCD và có còi cảnh báo và đèn. Về bộ theo dõi chỉ số sinh tồn thì khi nhịp tim, thân nhiệt vượt quá ngưỡng thì nó sẽ cảnh báo ở trên trung tâm cứu hộ. Đây là một chiếc khẩu trang thông minh. Và ngoài chức năng lọc bụi thì nó có chức năng là khi mà nồng độ khí CO vượt quá ngưỡng an toàn thì van 1 sẽ là van đóng, van 1 là van mà chúng em lấy không khí từ bên ngoài môi trường hầm lò, và van 2 sẽ mở, van 2 là van mà chúng em lấy không khí từ bình oxy mang theo để người công nhân có thời gian di chuyển đến khu vực an toàn, tránh được ngộ độc khí CO. Cũng từ thực tiễn địa phương, nhóm học sinh Lê Đức Anh và Trần Long Hải, trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả đã sáng tạo sản phẩm, nghiên cứu và chế tạo máy đóng gói mắm tép được lựa chọn tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023. Qua quan sát của chúng em tại các cơ sở chế biến mắm tép tại Vân Đồn và một số các cơ sở chế biến tại Cẩm Phả thì chúng em nhận thấy rằng cái khâu đóng gói, đóng hộp cái mắm tép ấy rất mất thời gian và năng suất nó chưa được cao. Đặc biệt mắm tép là một thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh rồi. Thì đấy, chúng em đã nghiên cứu
về máy đóng gói mắm tép có thể điều chỉnh được tốc độ, khối lượng của mắm tép để thay thế người lao động. Bên cạnh việc thông tin, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và tham gia các cuộc thi về khoa học kỹ thuật, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm tạo dựng môi trường để khơi dậy đam mê sáng tạo kỹ thuật trong học sinh. Chúng em thường xuyên được tham gia các tiết học STEM, ở đó thì chúng em đã được dạy và biết cách vận dụng các kiến thức ở các bộ môn khoa học, tự nhiên và thực tiễn. Bên cạnh đó thì hàng năm đều tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật từ cấp trường, giúp chúng em có thể được thoải mái chia sẻ những ý tưởng của bản thân. Và những sản phẩm mà chúng em tạo ra được ở nhiều lĩnh vực như là cơ khí, khoa học xã hội hành vi, phần mềm hệ thống có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Quan điểm của nhà trường là học đi đôi với hành, từ lý thuyết phải ứng dụng vào được thực tế. Và thực tế để hiểu thêm kiến thức sách vở, nên chúng tôi tập trung tuyên truyền, khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, chúng tôi thành lập câu lạc bộ STEM cấp trường và câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong các lớp, đồng thời phân công giáo viên cùng đồng hành học sinh lựa chọn đề tài nghiên cứu và thực hiện và ưu tiên các đề tài gắn với thực tiễn địa phương. Hàng năm có hàng trăm lượt dự án nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp. Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong học sinh đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Ngay sau khi có phương án thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, các trường trung học cơ sở tại Hải Phòng đã lên kế hoạch ôn tập cho học sinh với phương châm khẩn trương, đúng trọng tâm. Kỳ thi vào 10 trung học phổ thông năm nay có một số điều chỉnh ở môn ngoại ngữ. Thay vì 45 phút, thời gian làm bài sẽ tăng lên thành 60 phút. Đây là môn thi độc lập so với một phần thi trong môn thi tổ hợp trước đây, do đó yêu cầu đảm bảo phần kiến thức phủ rộng hơn, lượng kiến thức cũng tăng lên. Tuy vậy, các nhà trường hoàn toàn chủ động trong kế hoạch ôn tập. Chúng tôi là thay đổi về mặt cấu trúc và thời gian. Tuy nhiên sự thay đổi này là cũng không ảnh hưởng tác động nhiều đến với cả trò và cô, bởi vì lượng kiến thức được đưa ra đều là những lượng kiến thức cơ bản, bao quát. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội cho cả cô và trò được bao quát hơn và được tiếp xúc nhiều hơn với kiến thức cơ bản để mở rộng được cái kỹ năng làm bài. Nguyên tắc ôn tập là các con phải làm chắc tự luận. Từ cái dạng bài làm chắc tự luận thì sẽ dẫn đến cái việc làm trắc nghiệm, các con sẽ không bị sai. Với hai môn ngữ văn và toán, phương án thi cơ bản vẫn được giữ nguyên. Do đó, giáo viên dạy các môn đã sớm thực hiện kế hoạch ôn tập, bám kiến thức cơ bản và cấu trúc đề thi. Ngoài ra, đặc biệt chú trọng đến kỹ năng làm bài cho học sinh. Trong thời gian qua, thì các cô đã ôn tập cho bọn em rất nhiều những kiến thức trọng tâm. Các cô ôn cho bọn em chủ yếu là về công thức, cách sử dụng và khi mà cái kiến thức ấy sẽ áp dụng gì trong những dạng bài nào. Và thầy cô cho em những cái mẹo để làm bài, những cái dấu hiệu. Cũng chính vì thế mà đã giúp em rất nhiều trong việc làm bài, mặc dù khi lượng kiến thức được tăng lên nhưng mà em vẫn làm được rất tốt ạ. Ở giai đoạn tăng tốc ôn thi như hiện nay, các phương án dạy tăng tiết, phụ đạo củng cố kiến thức cho học sinh đã được các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện, đảm bảo cho các em có tâm lý thoải mái nhất khi bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Phần cuối chương trình là những thông tin về thị trường tiêu dùng. Tại Tiền Giang, Cần Thơ, giá các loại sầu riêng tại các nhà vườn giảm 20-50% so với cùng kỳ. Nếu tháng trước, giá sầu riêng tại vườn lên tới 170.000-190.000 đồng 1 kg, thì nay giảm về 90.000-140.000 đồng 1 kg. Giá giảm mạnh so với đầu tháng 2, nhưng mức giá này vẫn cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Theo các thương lái, giá sầu riêng tại miền Tây đã bắt đầu vào chính vụ, sản lượng tại mỗi nhà vườn đã lên 10-20 tấn. Nguồn cung tăng cao đẩy giá sầu riêng quay đầu giảm. Dâu tây Sơn La từ mức giá cao ngất ngưởng, nay loại quả đặc sản này có giá rẻ chưa từng có. Cụ thể, dâu sai VIP quả to như rẻ quạt, giá đầu mùa gần 1 triệu đồng 1 kg, thì nay giảm còn 125.000 đến 150.000 đồng 1 kg. Dâu sai to từ mức giá 450.000 đến 500.000 đồng 1 kg, nay chỉ còn 100.000 đến 110.000 đồng 1 kg. Dâu bi to giá 200.000 đến 250.000 đồng 1 kg, giảm về mức 60.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Giá cá ngừ đại dương đang giảm mạnh khiến ngư dân đứng trước nhiều khó khăn. Hiện giá 1 kg cá ngừ giảm đến 45.000 đồng so với năm 2022, về mốc 105.000 đồng 1 kg, còn cá loại 2 chỉ có giá 80.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, hầu như tàu cá nào cũng lỗ. Dự báo từ các đơn vị thu mua, giá cá ngừ nguyên liệu có thể sẽ còn tiếp tục giảm. Bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.